Thưa quý vị, cho phép Thanh Bạch và Phương Thảo gửi lời chào mừng tất cả quý vị đang đến với live show đầu tiên của bé Jennifer Thiên Nga. Và thưa quý vị, live show của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề Thiên Thần và Ước Mơ, mong rằng mang đến cho quý vị những cảm xúc tuyệt vời. Hãy dùng một tràng pháo tay thật đồng nhiên cho sự hiện diện của tất cả quý vị.